Mình biết rằng không ai hỏi nhưng mà mình vẫn sẽ kể tại sao mình không đăng TikTok nữa. Đó là tại vì vào một ngày đẹp trời nọ, TikTok đã có một hành động không đẹp đối với mình. Ok, câu chuyện như thế này. Như bạn biết thì ở trên TikTok có rất nhiều những video của những chị em ăn mặc hở hang rồi quay lên quay xuống kiếm hàng trăm triệu like. Và tôi là một người đàn ông chân chính thì tôi sẽ dành cả ngày để coi những video đó. Thế là mình gắn cái mặt mình lên video của người ta, sau đó đăng lên trên TikTok và video của mình bị gỡ. Lý do là gì? Xin lỗi nha quý ông, nhưng mà tôi thấy rằng video của ông rất là phản cảm. Xong rồi mình kiểu cũng hợp lý nhở. Thế là mình lên mình kiểm tra thử cái video gốc thì nó không bị gỡ, nhưng mà video của mình bị gỡ. Ý của nó là cái mặt của mình nó phản cảm các bạn ạ. Hậu Hoàng à, lâu quá không thấy chuyện này ha. Video toàn mấy trăm triệu view giống như anh Van Lét vậy đó. Nhưng mà Van Lét bây giờ thì anh ta chìm sâu hơn cả tàu Titanic nữa. Biến hình như vậy đủ nóng chưa ạ? À? Không sao, mình có quyển của bạn nè. Tôi là fan cứng. Rất là công. Tôi đã đợi cái điều gì thế này. tội lỗi, thiện tôi. Tâm hồn con phải được gột rửa. Mình không biết các bạn ở miền Bắc thế nào, nhưng mà ở miền Nam Sài Gòn của mình bây giờ là dạo này cái thời tiết nó nóng kinh khủng luôn á. Bằng cách nào đó mà hôm bữa mình coi thời tiết cái nhiệt độ kỷ lục là 45 độ. Điều đó đồng nghĩa với việc mình có thể mua một quả trứng và rán nó tại đường luôn. Và các bạn tự hỏi, thế còn dầu ăn thì sao? Mình sẽ tiết ra dầu ăn từ cơ thể của mình. Nó nóng như vậy luôn á. Và Đà Lạt bình thường thì khoảng 19-20 độ đúng không? Rất là mát mẻ, đó là cái nơi tuyệt vời để đi du lịch các thứ đồ. Nhưng mà vấn đề là bây giờ nó lên tận 28 độ. What the... Thế mà mấy ông là bảo là sự nóng lên toàn cầu không có thật, nên là các bạn phải tiết kiệm điện đi, ok? Đừng có dùng 4-5 cái bóng điện trong phòng giống mình. Cái gì đây? Chen biến hình body ở trên giường. Hello, đây là một cô bạn người Nhật. Đậu xanh đó người Nhật. Họ luôn có một cách nào đó để làm cho mọi thứ trở nên kỳ cục. Bạn phải coi thử mấy cái game show truyền hình của Nhật Bản á. Mình thề là nó bẩn bựa lắm luôn. Mình đã coi một cái chương trình gì mà có ông chồng kia, ông sẽ ngửa nách của 10 ứng viên để tìm ra nách nào là nách của vợ ổng. Ok, đây là một cô gái ấy, tôi là một người đàn ông đang nằm trên giường và biến hình. Một lần nữa, đỏ sáng người Nhật. Điều gì tuyệt hơn là một cô gái nằm trên giường? Đúng vậy, đó chính là 5 cô gái. Một video của người Nhật tiếp. Chính xác các bạn à. Tôi đến đây chỉ có một mục tiêu thôi. Tôi giống như là Luffy vậy đó, luôn đi ra ngoài biển để tìm kho báu. Còn tôi lên TikTok là để tìm những thứ này, tại vì em chính là kho báu của tôi. Thôi đủ rồi, không có gái nữa. Video đoạn trước mình đã bị các bạn khiển trách. Anh TQ à, anh thật là vô liêm sỉ, vô nhân đạo, biến thái. Không một tí lòng người nào hết. Anh làm như vậy là để câu view sao? Nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng coi những video không có gái, ok? Mình không có gái những mà này. Video này không được có gái. Mình có hạn mà thủ đoạn vô biên mưu hèn kế bẩn. Ăn mặn đái khai, học lớp 2, khai lớp 9. Ok, bụng bự đít đeo, chạy keo lòng thòng, kiêu ngạo ngu lâu dốt bệt, khó đào tạo, phản quốc, hèn với giặc ác. Mình có hạn. Mình biết rằng là ông không chữa mình, nhưng mà mình vẫn có thể cảm nhận được cái sự nhục nhã này qua màn hình. Cô giáo các em hay miêu tả các bạn nam lớp mình. Trận chiến giữa nam và nữ ở trong một phòng học lớp 1 là chuyện hàng ngàn năm nay rồi các bạn à. Ý là tụi mình đã từng sống trong hòa bình cho tới khi lũ con gái sử dụng cái đòn ác chủ bài của tụi nó. Đó chính là mách lẻo. Tao ỉa trong quần thì cả tao, mấy con làm gì vậy thằng khốn? Ê, tao là con khốn. Top những bài nhạc được thể hiện qua piano có giai điệu cực cảm xúc sẽ khiến bạn phải suy phần 2. Ok, tôi đang có vấn đề chuyện tình cảm nên tôi sẽ nghe để khóc. Nhạc BTS, tôi rất thích bài này nè. Các bạn nhìn vậy thôi chứ tôi là fan cứng của K-pop đấy. Người ta bảo tôi giống người Hàn Quốc nè. Không phải gì tại vì tôi đẹp, nhưng mà tại vì cái mắt tôi khá là hí. Xa vào nguy hiểm mà. Sao nghe giống nhạc cướp biển nha. Ok, nghe cũng khá là suy đấy. Mới nghe mà cảm thấy chảy nước mắt ở trong lòng. Không biết các bạn sao chứ mình chỉ để ý một cái điều là cái tay của những người đánh đàn rất là đẹp ha. Kiểu mà rất là thanh mảnh rồi dài dài á, còn tay của mình thì sẹo không à. Mấy nhà này nhạc sàn chứ suy gì ba. Trời ơi. Sao? Cuối cùng cũng có một trend mà em tự tin làm được. Trend gì cơ? Cái bài này là cái bài mà nếu như mình nhớ không nhầm là cái trend lắc mông á. Mà khoan, hình như trend nào trên cái TikTok chả lắc mông, nhưng mà cái bài rất là hay luôn á. Đây là chị người Nga đúng không? Sao hát tiếng Anh chuẩn vậy? Ủa cái này tiếng Nga mà bá. Để coi comment nó chửi nè. Mình không biết sao nhưng mà mấy cái bài nhạc Nga của mình là không có bài nào mà nghe bình thường cả, lúc nào cũng là nhạc sàn. Đùng 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 đùng. Nó có cái bài nào mà tình cảm không? Bè nghe hát không? Hát rồi bè nghe nhá.
Hôm nay bé thích nghe hát bài gì? Hôm nay mình lựa chọn bị điếc. Hôm nay chúng ta sẽ hát bài. Cái gì vậy bạn ơi? Đừng làm đứa hát bài idol của tôi rồi được. Ờ, tôi không biết bài này. Hát đi, thoải mái. Cứ tưởng hát nhạc Sơn Tùng mà hát dở là coi chừng. Nào, đừng im. Đừng im. Con chó chị không nổi mà. 1, 2, 3 hãy đêm. Xem đêm nay rồi ta mất bao lâu. Bê nhà mình đang bị khó ngủ, mình sẽ hát. Bê nhà mình đang bị khó ngủ. Mình tự hỏi tại sao nhỉ? Có phải đó là vì giọng hát kinh hoàng của bạn? 1, 2, 3. Từ ngày qua anh cứ đi rất xa, để lại mình em trong đêm hồn tanh. Chỉ em với em. Bởi vì sao anh còn... Nếu như mình có thể thì mình sẽ cưới chị này, đúng không? Chừng mốt sáng ngủ dậy là chị chỉ cần hát một câu là mình tỉnh dậy liền luôn. Không có cần phải cầm chổi như giống mẹ mình, hay là cần một cái đồng hồ báo thức giống bố mình. Sao nó hiểu bà mà nó né hay vậy? Thì giống như là bạn gặp một con gấu, đúng không? Con gấu nó hét thật to thì bạn cũng chạy thôi, chứ bạn không biết là nói gì hết. Đi kiểu như là ngôn ngữ cơ thể đấy. Đâu, anh có thấy những lúc em mình sẽ vui lòng trả tiền để cho bạn này ngậm cái mồm lại. Mày vừa cắn tao. Rồi hôm nay mất cơm. Cắn đi. Cắn vào tay tao đây. Cắn. Nè, chỗ này nhiều máu này, cắn nè. Cắn đi. Mình cứ nghĩ là làm chó rất là sướng ha, chỉ cần sáng ỉa bậy chiều xuống người lạ là chỉ có cơm ăn mỗi ngày. Nhưng mà mình không nghĩ tới cái chuyện mà gặp mấy con chủ khùng khùng. Rồi, một cái chèm biến hình không? Này, năm 2014, 10 năm trước. Rồi, để xem coi 10 năm sau sẽ như thế nào. Ý của mình là như vậy là đã ngoạn ngục rồi đó. Các bạn thấy cái ảnh cũ của mình nè, đây bên này đúng không? Rồi các bạn nhìn mình bây giờ đi. Để tôi sửa tóc đàng hoàng coi. Vậy thì thất bại dấu hiệu. À, đơn giản lắm, bạn chỉ cần nhìn vào gương là được. Bạn sẽ biết. Vậy là đang nhận chán. Ồ, tìm thấy khu vui chơi bỏ hoang. Ok, bỏ tiền vô cái máy rồi. Oh, sao cái máy bắt đầu chơi nhạc. Bây giờ các bạn biết lý do tại sao mà nơi này bị bỏ hoang chưa? Là vì cái đống người này. Ngại hộ người đi qua, công đức vô lượng. Làm sao? Sao mấy người này tìm được nhau hay vậy? Ừ thì ý của mình là những người chung chí hướng sẽ có một cái nam châm hút nhau ấy. Giống như là các bạn thèm điện tử thì các bạn có thể ra quán net, thì ở đó các bạn sẽ gặp những thằng nghiện khác. Mới đầu video mà nhìn cho tôi coi gì vậy? Sao con? Ba triệu follow. Oh, tôi đâu có nhớ là tôi để đứa con thiểu năng này đâu. Để xem chị này làm gì mà nổi tiếng tới vậy. Rồi một cái xem biến hình. Sao da đẹp ấy nhỉ? Đẹp tới mức mà tôi muốn chảy nước, mà tôi không biết là chảy nước mắt hay là chảy nước mũi nữa. Ấy của mình là cái chen này là bạn phải bình thường, hiểu không? Cái gì đây? Đóng cửa lại giùm chị đi em. Ok chị. À. Thank you so much. Ok. Yeah, biết tiếng Anh nghe sang hẳn à. Ước mơ sau này của tôi không biết có được hay không. Là sao bạn ước mơ cái gì trong video này mình không hiểu. Là bạn ước mơ có người đóng cửa cho bạn hả? Đây, tôi sẽ giúp bạn đóng cửa tương lai. Ôi, con chuột lang nè. Ờ vậy thôi hả, chỉ là con chuột lang với cái nhãn nền thôi. Mình tưởng là nó sẽ có chuyển biến gì đó. Tôi khi người yêu bảo rằng là cô ấy sẽ không mặc đồ hậu gái cho tôi coi. Em không còn yêu anh rồi sao? Tên là Phạm Thị Hồng Nhung. Tôi 40. Biết mẹ quay mà cứ giỡn. À, hiểu sao mà bây giờ phải cần tìm bạn đời chứ. Đây là lý do nè, ông chồng sợ ông chạy. Oh, sau khi nuôi một con chó thì trong một thời gian dài nó sẽ trở nên giống bạn. À, cưng quá à. Oh my god. Mình cũng muốn nuôi một con chó các bạn ơi. Mình muốn nuôi chó các bạn, nhưng mà con chó cũ của mình á, nó bị chuyển đi chỗ khác rồi, tại vì nó đá trên giường bố mẹ mình. Nên là bây giờ mình không có ai để đổ thừa hết trơn á. Cái này là chủ nhân của nó càng ngày càng giống nó thì có. Chó nhà bạn tao nó tha băng vệ sinh thì nó có mùi máu mà, thì chó mình nó từng tha mấy thứ tệ hơn nữa cơ. Mà mình không tiện nói tại vì nó có thể bị tắt cái tiền video này. Mẹ tôi là người tuyệt vời nhất. Tôi yêu mẹ tôi. Đồng ý, tôi cũng yêu mẹ bạn. Ơ khoan. Tôi cũng yêu mẹ của tôi. Sorry. Chị ghét mẹ tôi. Nhưng mà tại sao? Mẹ tôi là một người thô lỗ. Sao nó lại hoài vậy? Mẹ tôi không giống như những người mẹ khác. Lúc nào cũng lôi thôi. Và bốc mùi. Đôi lúc tôi cảm thấy xấu hổ. Tự nhiên nhân văn quá vậy. Là vì muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho tôi. Xứng đáng một tim. Mẹ không cho những gì bạn muốn mà mẹ cho những gì bạn cần. Lợi nhân văn. Đúng vậy, tôi sẽ làm sạch tâm hồn của hàng triệu trẻ em Việt Nam. Tôi đã cho các bạn coi quá nhiều thứ ghê tởm rồi, chúng ta phải nhân văn một tí. Coi xong tự nhiên nó mắc chảy là sao vậy ta? À, đó gọi là khóc đó bạn. Ồ, đây là cái phong cách thời trang gì đây. Ôi em mơ.
Bà đó hay vãi nhưng mà tôi không thuộc lời. Đào lên Phương Hoa. Chị làm gì vậy? Người hướng nội khéo một mình kiểu hướng nội quần què vậy. Bà đang ở ngoài đường đó. Nội này là cười nổi thương thì có. Ồ, đây là trang phục Việt Nam mà. Hồi bữa mình thấy cái vụ á, có một cái chương trình Trung Quốc nào đó mà họ bảo rằng áo dài Việt Nam là văn hóa của họ, nhưng mà lại không chấp nhận được. Chúng ta phải tự hào về truyền thống dân tộc của mình. Mình nghĩ là sau này mình sẽ kiếm một cái bộ đồ mà áo dài mà dành cho nam á. Mình thấy mấy bạn nữ mặc đẹp lắm. Mình thật sự muốn tò mò, mình muốn mặc thử một lần á. Giống này nè, nó cột lên xong rồi đội thêm cái nón nữa là bao đẹp trai luôn. Đâu để tôi photoshop thôi coi các bạn coi đẹp trai hay không nha. Hồi nhỏ trang điểm văn nghệ kiểu. Oh yeah, mình nhớ cái vụ này. Mình có nhảy cái bài chú Linh Chì gì hồi mẫu giáo các bạn. Cái son môi đỏ chét luôn. Nếu như mình tìm được tấm ảnh cũ thì mình cho các bạn coi. Còn nếu như không thì đây là cái phiên bản Photoshop. Nhìn rất là dễ chảy luôn. Nhìn đẹp mà, có hồn nữa. Ừ, hồn ma. Nhìn tay mà, nó tay thiên thì có. Những bạn trẻ đang có một cái xu hướng gọi là rất là nhạy cảm, hiểu không? Kiểu như tóc mày như cái đầu thì sẽ bị kêu là oh body shaming. Nhưng mà không, tao thương mày tao mới nói cho mày biết. Chứ gặp người yêu của mày là chia tay rồi đó. Sao lây dữ dằn. Yeah, em gái đi vào bar. Yeah, con mèo kêu meo meo. Yeah. Nhìn nó giống cái con lăng quăng đó mọi người. Xuân Ca chỉ còn là cái tên. Xuân Ca là ai? Các bạn ơi, hôm nay bạn mình nó bị thất tình nè. Cho chờ mấy cái tổ phát cơm chó. Ý nghĩa những màu hoa bị ngã. Bị ngã. Không, nhưng mà thì ác quá rồi. Ước đau thương. Bị ngã vàng, dính diễn không gặp lại. Tôi biết cái lũ phát cơm chó rất là khốn nạn nhưng mà như vậy quá độc ác rồi. Sự tinh khiết. Biển ngàn xanh, hy vọng tương lai sẽ gặp lại. Nhưng giờ này chuyện tình cảm của tôi cũng không có được thẳng cho lắm. Tại vì tôi khá là công. Nên nói chung là đang rất là suy. Coi mấy cái bà này nó sướng gì đâu. Đậu xanh mấy cái thằng cơm chó. Tiếng kêu gây chú ý cho mèo. Mẹ. Mẹ. Giống tiếng dê ha. Mẹ. 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 Giống cái thằng chú chị hồi mèo ha. Mà. Hả? Khách vỗ quá mình không biết đường. Ồ. Oh. Khi kẻ giao hàng trở thành món hàng. Hả? Món gì vậy? Rồi xong, mình sẽ cầu nguyện cho cái lộ đích của hai bạn vào sáng ngày mai. Ăn cay về là ngày mai rất là rác đó. Tên là Phạm Thị Hồng Nhung, tôi 40. Biết mẹ quay mà cứ giỡn. Cái trend gì đây? Cái trend single mom gì đây? Nhỏ bản thân nghỉ học một hôm. À, không biết chơi VR. Ăn một mình. Về một mình. Chưa bao giờ mà tôi khóc nhiều như vậy kể từ khi mà bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi kết thúc. Không biết các bạn sao chứ mình là hồi cấp 3 là mình không có bạn thân luôn á. Có nghĩa là mình gọi là người quen thôi đúng không? Cùng lớp thôi. Giống như là mình phải nói bị mắc kẹt với nhau vậy chứ không, cũng không phải là bạn nữa. Yeah, đây là một cái ngày bình thường ở miền Tây. Mình cái thằng bạn bác sĩ, là cái thằng bạn bác sĩ mình hay nói các bạn thì nó ở miền Tây nè. Hôm bữa nó chụp cho mình cái bữa cơm của nó mà nhìn là các bạn biết miền Tây gì luôn. Coi như là đằng sau có 10 trái dừa. Và nếu như nó quay lại thì sẽ có thêm 10 trái nữa. Rồi mỗi lần chơi game với nó là sẽ có cái tiếng karaoke ở phía sau nhà. Trời ơi, tụi mình nghe cái âm thanh này tôi sẽ ngủ ngàn thu luôn chứ không bao giờ dậy nữa. Coi video này xong thì mình thấy mẹ của mình hiền chán. Ô, một con lợn. Mình không biết là điều này có thật hay không, nhưng mà mình nghe nói rằng là con lợn các bạn, nó có thể trung thành và khôn ngang ngửa một con chó đấy. Cái này mình kiểm chứng được tại vì ở bãi xe của anh của mình á, có một con lợn 70kg, đen thui luôn. Kể như là nó đứng trong màn đêm này, các bạn không thấy được nó luôn mà chỉ thấy được hàm răng nó thôi. Và cái mình nẫn nó cũng đã lắm, cái này hơi hôi thôi tại vì nó không bao giờ tắm. Đưa sát. Anh bạn à, làm thế nào mà anh bạn thoát ra được? Bây giờ thì đưa đã hiểu là tại sao mà bọn nó bị nhốt lại là để bảo vệ đưa khỏi bà chị này. Nguy hiểm quá. Đứa còn nhốt thì không nhốt đâu.
nhốt cũng được nhưng mà không gọi là sở thú mà gọi là chợ thương điên.